Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2022, tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Trung Tây Nguyên, đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo đến các chức sắc chức việc các tôn giáo năm 2022, tri tôn đức tăng ni Phật tử các cơ sở chùa trong địa bàn các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn và thành phố Tam Kỳ tham dự. Tại hội nghị, các chức sắc chức việc, nhà tu hành, tín đồ nghe bà Nguyễn Thị Định, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, thông tin về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta hiện nay, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, một số nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162 ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về luật tín ngưỡng tôn giáo, các quy định về đất đai, xây dựng, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động tín ngưỡng. Dịp này, bà Nguyễn Thị Định cũng lắng nghe và giải đáp các thắc mắc liên quan đến một số nội dung mà thời gian qua các chức sắc chức việc các tôn giáo đang sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rất quan tâm. Được biết, theo kế hoạch, Ban Tôn giáo tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo đến các chức sắc chức việc các tôn giáo tỉnh Quảng Nam năm 2022, đợt 2 vào ngày 7 tháng 10, dành cho quý đại biểu các chức sắc chức việc, nhà tu hành, tín đồ tại các huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang. Và đợt 3 vào ngày 8 tháng 10 dành cho quý đại biểu các chức sắc chức việc, nhà tu hành tín đồ tại các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn.